Sơn Tùng MGP tung sản phẩm mới sau sự cố MV bị tiêu hủy. Đúng 0 giờ ngày 5 tháng 5, Sơn Tùng MGP đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Making My Way. Sau MV Zeno on At All bị gỡ bỏ do nội dung không phù hợp, Sơn Tùng MGP chưa tung ra bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào trong một năm qua. Chính vì điều này nhiều đã khán giả bày tỏ sự thích thú khi nam ca sĩ vừa cho ra sản phẩm mới. Theo đó, 0 giờ ngày 5 tháng 5, Sơn Tùng MGP đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Making My Way sau khoảng thời gian dài khiến fan hâm mộ trông ngóng. Sơn Tùng MGP mong rằng với Making My Way, anh có thể thể hiện được tình yêu âm nhạc trong suốt 10 năm qua. Ngoài ra, với thông điệp Making My Way, tạo lối đi riêng, Sơn Tùng MGP muốn thể hiện tinh thần bứt phá, không bao giờ đi vào lối mòn của mình. Điều gì lặp đi lặp lại sẽ trở thành đương nhiên, mà đương nhiên, hiển nhiên rồi thì sẽ trở thành cái gì đó bình thường. Chính vì thế, tôi đã có một quyết định, đó chính là bước xuống khỏi ngọn núi tôi đã tạo nên và đi tìm một ngọn núi khác để leo lên, chinh phục. Making My Way chính là sự bắt đầu cho hành trình chinh phục ngọn núi mới này, nam ca sĩ cho biết. Tuy nhiên, sản phẩm âm nhạc mới lần này chỉ được Sơn Tùng phát hành trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến cũng như MV lyric trên YouTube mà không phải một MV ca nhạc chính thức. Điều này khiến rất nhiều người tỏ ra hụt hẫng bởi sau thời gian dài chờ đợi, các fan hâm mộ nam ca sĩ đều mong chờ có thể được đón xem MV cũng như cày view cho thần tượng của mình. Tuy nhiên, trong livestream countdown đón chào Making My Way, nam ca sĩ đã chắc chắn với người hâm mộ rằng MV chính thức của ca khúc này sẽ sớm được ra mắt trong thời gian gần. Sơn Tùng cho biết MV, hình ảnh cũng chỉ là những thứ mộc mè để hỗ trợ cho một bài hát. Nếu như một bài hát không chất lượng và không chạm được đến tim khán giả, thì có quay MV tiền tỷ cũng không giúp ca khúc thành công hơn. Cách đây không lâu, phần âm nhạc của Making My Way đã giúp Sơn Tùng MGP lập nên một thành tích vô cùng ấn tượng trước khi phát hành chính thức. Cụ thể, hashtag Making My Way trên TikTok đã vượt mốc 100 triệu lượt xem, cho thấy độ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của ca khúc cũng như tên tuổi của nam ca sĩ trên nền tảng này. Ngoài ra, những đoạn clip duet của Sơn Tùng MGP cùng những người dùng mạng xã hội trong ca khúc Making My Way cũng đã nhận được lượng xem khủng, từ đó mang về con số. Những con số thành tích vô cùng ấn tượng.